tiết mục thì sẽ rất là trân trọng được nhận được những tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để các diễn viên của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay sẽ gửi tới toàn thể quý vị những tiết mục thật sự mãn nhãn. Đồng ý không quý vị? Kính thưa quý vị đại biểu và kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến, thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên thanh thiếu nhi năm 2023, kế hoạch của đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và xuân tình nguyện năm 2024 được sự nhất trí của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Bệnh viện Sùi Khoáng Mỹ Lâm, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Hôm nay, các cơ sở đoàn trong cuộc thi đua số 4, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang gồm đoàn cơ sở Sở Y tế, đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, các chi đoàn Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Bệnh viện Sùi Khoáng Mỹ Lâm, Bệnh viện Phổi phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Hùng Đức tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Biển đảo quê hương. Và để tham dự cùng với chương trình giao lưu văn nghệ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và đặc biệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Ngọc Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Tuyên Quang, xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Đức, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Hoàng Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hùng Đức, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đoàn thanh niên, trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Thị Thu Hằng, Phó Bí thư thường trực đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Thị Thúy Phương, Phó Bí thư huyện đoàn Hàm Yên. Quý vị thân mến, đến tham dự với chương trình hôm nay còn có sự hiện diện của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành và đông đảo đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trong cuộc thi đua số 4, các đồng chí tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa tỉnh, các đồng chí phóng viên báo Tuyên Quang, phóng viên đài truyền thanh truyền hình của huyện Hàm Yên đã đến dự buổi đưa tin, và đặc biệt là sự hiện diện đông đảo của toàn thể bà con nhân dân cùng với toàn thể các quý vị khán giả. Một lần nữa xin quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón và cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo và nhân dân trên địa bàn nằm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu cao vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đồng chí Lương Văn Bảo, Bí thư đoàn cơ sở Sở Y tế, trưởng cụm thi đua số 4, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lên phát biểu khai mạc chương trình giao lưu nghệ thuật. Trân trọng kính mời đồng chí. Bí thư đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thưa bà con xã nhân dân xã Hồng Đức, thưa các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, trong không khí đầm ấm và đượm thần nghĩa tình yêu thương chương trình hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin giới thiệu tới các đồng chí cùng bà con nhân dân xã Hồng Đức lời chào, lời nồng nhiệt, lời thăm hỏi ân tình, lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc chương trình chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân xã Hồng Đức, nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam, góp phần bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam, góp phần đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến biển đảo, tạo sự đồng thuận trong dư luận về tình hình của biển đảo Việt Nam, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, hoạt động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển đảo Việt Nam nhằm tổn hại đến khối đại đoàn kết của toàn dân tộc và mối quan hệ của truyền thống của Việt Nam với các nước láng giềng, cùng với sự trái tim của bao nhiêu người nhân dân Việt Nam đang hướng tới biển đảo và dành những lời cảm đặc biệt đến với phần nóng thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, cụm thi đua số 4 gồm đoàn Sở Y tế, đoàn Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các chi đoàn gồm chi đoàn Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Bệnh viện Sùi Khoáng Mỹ Lâm, Bệnh viện Phổi, phối hợp với đại chi đoàn của xã Hùng Đức
tổ chức chương trình giao lệnh nghệ thuật biển đảo quê hương nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước hy sinh về để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, qua đó khơi dậy niềm tự hào đối với truyền thống anh hùng, tăng thêm ý chí của người dân vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng chung sức vì biển đảo quê hương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, tôi và các bạn có quyền tự hào về việc làm đã mang nhiều ý nghĩa, trước hết cho bản thân mình và cho người dân xã Hùng Đức. Tinh thần tình nguyện vì những trái tim đầy nhiệt huyết của bạn bè đã lên những bức tranh tươi màu về người bạn trẻ của cụm thi đua số 4 nói riêng, của đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói chung. Các hoạt động của các bạn hôm nay đã thu hút được đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân. Chính điều đó đã lan tỏa những tình nguyện và trong cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa con người, tạo lên lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có tình, có nghĩa, sống khát vọng vì hoài bão. Kính thưa các bạn, hãy đến với các hoạt động của mình bằng những niềm say mê, bằng sự hứng khởi, bằng sự tươi mới, bằng sự mắt chất trẻ, với sự năng động, tự tin, sáng tạo, xung kích của những người trẻ. Các bạn đã tiếp tục giữ được những lòng tin trong lòng thế hệ đi trước. Một lần nữa cho phép tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các tổ chức cá nhân. Đã xin cảm ơn các đồng chí phóng viên báo Tuyên Quang, xin cảm ơn bà con nhân dân xã Hùng Đức đã dành thời gian về tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúc các bạn đoàn viên thanh niên luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, trong các hoạt động về phong trào xung kích tình nguyện. Tôi tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ miền đảo quê hương. Xin chân thành cảm ơn ạ. Bác sĩ xin chân cảm ơn đồng chí Lê Văn Bảo. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tới với một sáng tác của Hương Đinh Quế Mai, nhạc Đinh Trung Cần, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, có phần biểu diễn của Việt Trường tới từ Trung tâm Văn hóa tỉnh Tuyên Quang. Xin mời quý vị chúng ta xem.